vị có thể thấy rõ được cái giọng thật của Vũ Phòng, cũng như thấy hết được cái tâm tư, cái tình cảm của Vũ Phòng gửi cho câu hát để dành tặng quý vị. Quý vị có thể dành cho Vũ Phòng một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Nghe thương hồi nghi quỳnh là tiếng mà nghe
xin cảm ơn quý rất nhiều. Cho một làn điệu chèo đi. Điệu chèo đó. Vâng, và để theo yêu cầu quý vị muốn được nghe một làn điệu chèo nữa, sau đây có phòng xin gửi đến quý vị một làn điệu chèo được mang tên Duyên Phận Phải Chiều. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Những tình cảm rất nồng nhiệt và sâu sắc, và sau đây Quốc Phòng xin được phép chia tay quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào một dịp gần nhất. Và cuối cùng xin được kính chúc bà con Sơn Đông thân yêu của chúng ta có một năm dồi dào sức khỏe, tài lộc, vạn sự như ý, bình an và hạnh phúc. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị.